là trung tâm của cuộc chiến tranh Syria khốc liệt sau khi bị tàn phá, hủy hoại, hàng ngàn người chết, mất nhà cửa, trở thành dân tị nạn. Giờ đây thì miền Tây Aleppo đang cho thấy những dấu hiệu dần hồi sinh. Dù chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Aleppo, song Aleppo vẫn cần rất nhiều thời gian để thành phố khôi phục lại. Cảnh quay từ trên cao bằng drone cho thấy những khu vực bị tàn phá vẫn còn ngổn ngang dọc thành phố. Các tòa nhà, trường học, bệnh viện, khu chợ, nhà máy, các công trình lịch sử đều bị vỡ vùng. Tuy nhiên đã có dấu hiệu của con người và xe cộ xuất hiện trên đường. Kể từ năm 2012, thành phố Aleppo bị phân chia làm hai, một nửa thuộc quyền kiểm soát của chính phủ và phía đối lập đã chiếm được quyền kiểm soát miền đông Aleppo. Cuối cùng sau 4 năm nội chiến, vào ngày 22 tháng 12 năm 2016, chính phủ Syria cũng tuyên bố giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Aleppo, sau khi những binh lính và công dân cuối cùng được sơ tán ra khỏi phía đông Aleppo, thành phố lớn nhất và là trung tâm thương mại của Syria, cuối cùng cũng thuộc về chính phủ Syria.